Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 9 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ đã liên tiếp xảy ra mưa vừa mưa to. Sáng đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, vì trưa chiều trời nắng, đêm không mưa nên mức nhiệt trong ngày mai tăng nhẹ. Ở khu vực phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội với nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, còn khu vực phía tây Bắc Bộ thì nhiệt độ dao động cao hơn từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Dự báo từ những ngày cuối tuần này, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam sẽ hoạt động mạnh trở lại ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai trời nắng trở lại nên nhiệt độ khu vực này ở mức từ 23 đến 26 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Đối với khu vực ven biển của Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mưa nhỏ rải rác cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng trở lại trong những ngày cuối tuần này. Trong ngày mai, ở khu vực này trời cũng có nắng, mưa rào và dông về chiều và tối nên nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Đối với khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc, trong những ngày tới nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt là các khu vực Bắc Tây Nguyên giáp ranh với khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ thường xuyên có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng. Đối với khu vực Nam Bộ, mưa trái mùa sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này trong những ngày cuối tuần tới. Nhiều nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to về chiều và tối, tập trung chính ở khu vực phía tây của miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.